Ta sang phần thứ hai là phân loại chất điện ly. Ở cái phần 1 thì chúng ta đã nói về cái chất điện ly rồi, các cái hiện tượng điện ly rồi. Nhưng trong cái phần 1 thì chúng ta mới chỉ xem xét một số các cái chất mà nó điện ly hoàn toàn. Điện ly hoàn toàn đó có nghĩa là gì? Có bao nhiêu phân tử natri clorua, có bao nhiêu phân tử chất tan thì nó điện ly hết bấy nhiêu. 10 phân tử thì điện ly 10 phân tử. Không? Ví dụ như là 10 phân tử natri clorua thì điện ly thành 10 ion Na cộng và 10 ion Cl trừ. Đó là những chất điện ly hoàn toàn. Ngược lại thì có những chất điện ly không hoàn toàn. Ví dụ như có 10 phân tử nó chỉ điện ly 2 phân tử thôi. Đấy. Hoặc là 3 phân tử thôi. Những chất như thế người ta gọi là chất điện ly không hoàn toàn. Đấy. Và trên cơ sở của cái sự điện ly đó, hoàn toàn hay không hoàn toàn đó, thì người ta phân loại các cái chất điện ly nó thành các cái loại khác nhau. Đó là chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu. Trước khi xem xét cái hiện tượng cụ thể và một số các cái phép tính của các cái chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu, thì mời chúng ta cùng xem một cái đoạn phim mô phỏng sau đây. Sục khí hydro clorua vào một cốc nước. Sau một thời gian, ta nhận thấy nồng độ phân tử HCl giảm đi, đồng thời nồng độ các ion H cộng và Cl trừ tăng lên. Sau một thời gian, hầu như trong dung dịch không còn xuất hiện các phân tử HCl, mà thay vào đó chỉ là các ion H cộng và Cl trừ. Ta nói rằng HCl tan trong nước tạo thành dung dịch axit chloric, và dung dịch axit chloric phân ly hoàn toàn tạo thành các ion H cộng và Cl trừ. Nếu ta sục khí hydro fluor vào cốc nước, sau một thời gian ta nhận thấy nồng độ phân tử HF giảm đi không đáng kể, đồng thời nồng độ H cộng và F trừ sinh ra cũng không nhiều. Trong dung dịch lúc này tồn tại đồng thời các phân tử HF và các ion H cộng, F trừ. Ta nói rằng phân tử HF phân ly không hoàn toàn. Qua đoạn phim thì chúng ta thấy rằng có những phân tử điện ly hoàn toàn, đúng không ạ? Điện ly hoàn toàn thì kết thúc trong thí nghiệm, sau thí nghiệm thì chỉ có các ion thôi, không có cái chất tan ban đầu. Nhưng nếu như chất điện ly yếu thì sau phản ứng trong dung dịch chứa đồng thời các ion và cả chất ban đầu, những cái phân tử chưa điện ly. Được chưa ạ? Để tính toán các cái nồng độ các chất, các ion trong dung dịch trước và sau điện ly ấy, thì chúng ta cùng xem xét một số các cái trường hợp sau đây. Một là độ điện ly. Độ điện ly. Độ điện ly alpha được tính theo công thức sau đây. Alpha thì bằng N trên N0. Trong đó N đó là số phân tử phân ly thành các ion. Số phân tử phân ly thành các ion. Còn N0 là số phân tử ban đầu. N0 là số phân tử ban đầu, tức là số phân tử bị hòa tan ấy, hòa tan vào trong dung dịch, hòa tan vào trong nước ấy. Như vậy là có N0 phân tử bị hòa tan, nhưng chỉ có N phân tử điện ly thôi. Giống như chúng ta vừa nói xong, có 10 phân tử XYZ một cái chất nào đó mà đem hòa tan, nhưng chỉ có 3 phân tử điện ly thôi. Đấy, thì độ điện ly alpha bằng gì ạ?
bằng 3 trên 10 bằng 0,3. Được chưa? Trong cái công thức tính độ điện ly này á, thì chúng ta cần chú ý một số các cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là cái độ điện ly alpha, hay nói cách khác là giá trị alpha nằm trong khoảng alpha lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Đó. Lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu bằng 1 thì nó là chất điện ly hoàn toàn. Được chưa? Cũng có những trường hợp chất bằng 0, tức là không điện ly một phân tử nào cả. Nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Được chưa? Lại 0 đến 1 nhé. Nếu như alpha bằng 0 thì đây là chất không điện ly. Chất không điện ly. Còn nếu alpha bằng 1, đó là chất điện ly hoàn toàn. Điện ly hoàn toàn. Một đặc điểm thứ 3, đó là có thể biểu thị cái độ điện ly alpha dưới dạng phần trăm. Độ điện ly thường hay là có thể được được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Ví dụ độ điện ly alpha người ta nói bằng 0,3, tức là có 10 phân tử thì có 3 phân tử bị điện ly, thì tương ứng với đó là 30%, đúng không ạ? Tức độ điện ly bằng n trên n0 nhân với 100 thì chúng ta được tính theo phần trăm. Được chưa? Và đặc điểm thứ tư của cái độ điện ly, đặc điểm thứ tư của các độ điện ly đó là dung dịch càng loãng thì độ điện ly càng tăng. Như vậy là khi pha loãng dung dịch thì độ điện ly tăng. Khi pha loãng dung dịch thì độ điện ly alpha tăng.